Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Khương Thạch nhé. Mình là Khương. Đấy, video hôm nay thì em lên giao lưu cùng các bạn và các quý anh chị một cái khúc gỗ hóa thạch còn nguyên sinh tự nhiên. Đấy, được anh em đi rừng vừa mới đào được. Đấy, gỗ hóa thạch tự nhiên. Đấy, còn nguyên cái mắt mếu, mắt nu nhá. Đấy, còn nguyên mắt mếu, mắt nu. Quá là độc lạ luôn. Đấy, em zoom cần cho các bạn xem nhé. Đó. Đấy. Đấy, các bạn nào quan tâm cái viên này thì liên hệ giúp em nhé. Ebook em có số Zalo 0903 561 075. Hàng này hàng cực hiếm nhá, hàng hiếm có. Đấy, nguyên cái một nhánh cây ấy, một nhánh cây nu. Đấy, không biết là cây nu gì không biết. Đấy, chỉ của hóa thạch thôi. Đó, màu trắng sơ gỗ còn nguyên sinh tự nhiên luôn. Đấy, cho anh chị cùng xem rõ. Đây, nó còn nguyên cái bắt cây đây. Đây, em zoom cần cho các bạn xem nhé. Đó, còn nguyên cái bắt cây luôn, bắt cây bắt mếu. Quá là độc lạ luôn. Đấy. Đấy, các bạn nào quan tâm thì liên hệ giúp em nhé, có số Zalo 0903 560 15. Quá đẹp luôn, hàng sưu tầm nhé, dành cho các quý anh chị thích hàng sưu tầm, hàng độc lạ nhé. Dòng này là dòng sưu tầm nhé, không phải là đấy đâu, phải là dòng đơn giản đâu. Đấy, cái dòng hàng sưu tầm hiếm có, nó lâu mới có được thôi. Đấy, hàng tự nhiên của Tây Nguyên, Gia Lai. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, còn nguyên cái mắt cây đây, quá đẹp. Đấy, các bạn quan tâm có nhu cầu thì liên hệ giúp em có số Zalo 0903 561 075 nhé. Đấy, anh chị chốt thì cọc ít giúp em bao ship luôn. Đấy, bao ship tận nhà cho quý anh chị luôn. Đấy, quá là đẹp nhé. Đấy, các quý anh chị không sưu tầm cái này thì sưu tầm cái gì nữa. Đấy, hàng này quá đẹp rồi. Đấy, hàng tự nhiên nhé, hàng tự nhiên, khúc gỗ để cho anh chị sưu tầm để biết ấy. Để biết là cổ hóa thạch nhé. Hàng tự nhiên, thiên nhiên 100% nhé. Đấy, hàng có nguồn gốc rõ ràng nhé, hàng của Tây Nguyên, Gia Lai. Đấy, được anh em đi rừng đào về nhé. Đấy, quá là đẹp luôn, nguyên cái nu luôn. Đấy, anh chị nào ưng thì sưu tầm thì liên hệ giúp em nhé. Hàng quá đẹp. Hàng này thì chơi trưng bày thì quá bài luôn. Đó, nó đẹp rõ ràng như một cái khúc cây gỗ thật. Rồi, ok, bây giờ em sẽ dừng video tới đây nhé. Đấy, anh chị xem video thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để em có động lực có sản phẩm mới độc lạ cùng giao lưu, chia sẻ cùng tất cả các bạn và các quý anh chị nhé. Để cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nhé.